Rồi, hello bà con, Thịnh Bến Tre gọi chào đến bà con, là chúc sức khỏe và thành công nha. Chiều nay em sẽ lên sóng cho anh em mình một em xe phân khúc hạng C, đâm em xứng chắc. Đây là Kia K3 số tự động anh chị nha. Bên em số tự động rất là nhiều anh chị, xe ăn cốc, xe dài, phom dáng to, 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ rất là nhiều nè anh chị không. Tha hồ anh chị qua. Chiều hôm nay lên cho anh em mình con K3, đèn bi LED rất là đẹp anh chị, 4 mâm đúc, thắng đĩa, ABS, túi khí, gương kính chỉnh điện gập gương, xi nhanh gương, cửa sổ trời. Chạy rất là sướng và giá tiền cũng khá là rẻ anh chị. K3 dòng này là xe nhập anh chị nha. Đó, xe cập chất, bao chơi bao xài, cảm biến da nè, đầy đủ nè. Đó, hai vàng lạnh nè. Đó, nội thất quá đẹp luôn. Về là anh chị chỉ việc lên xe là đi thôi, có cái bở tì tai nè, có cái trần zin, có cái cửa nóc nè, có cái hai vàng lạnh nè. Ốc tán 7 màu luôn anh chị nha. Về đi thôi, túp ly túp lô nè, nhìn rất là đẹp nè anh chị. Đúng xe cập chất gia đình nha. Máy gầm số còn rất là im, về đi thôi. Đó, anh em nào quan tâm thì nhắc máy alo em, chủ nhân kỹ dán keo trong sợ tóc mà dán keo trong lên luôn nè. Dán cách mấy rồi cũng phải bán xe thôi. Nút nè mới tin nào, gương kính chỉnh điện nè, tay cửa inox nè, auto lock nè, đúng xe gia đình không taxi dịch vụ đó, vô lăng tích hợp nút nè, quá trời nút luôn. Rồi mấy chỗ độ lái nè ha, rồi có Google Control nè ha, số là số tự động nè. Okay, anh em thông cảm nha, nhà nghèo điện thoại quay đầy bộ nhớ tiêu rồi, chưa có tiền mua điện thoại 16 nữa anh em ơi, màn hình rồi nè anh chị, túi khí quá trời luôn, túp lô túp ly đẹp quá trời đẹp. Nói chung là tầm tiền lanh quanh 300 triệu hơn thì bên em có rất là nhiều luôn anh chị ơi. Qua anh em mình lái thử chạy thử với em ha. Sonata nè, Civic City nè, rồi K3, rồi Crew nè, rồi gì nó Samsung nè, rồi gì nữa ta, mấy chiếc nữa mà quên nè, Accord, Civic nữa. Đó, xe này chạy mới có 89.000 cây thôi anh chị nha. Full tính năng, lẫy số vô lăng. Nói chung là chạy im lắm, chạy im, chạy ngon, giá rẻ, trợ lực rất là nhẹ anh chị. Nói chung là xe này anh em không mua mình cũng không biết nói làm sao. Nói chung là một cái chiếc xe tràn đầy công nghệ, tràn đầy tính năng an toàn. Đó, và cái giá tiền đưa ra khá là rẻ cho anh em bà con mình để tiếp cận, chỉ có 335 triệu. Đó. Đèn bi quá sáng luôn, sáng giới, sáng chói luôn. Đăng kiểm tới tháng 8 2025 anh chị nha. Tha hồ anh chị em mình về đi ha. Máy DOHC 16V. Đó, tức nghĩa là 4 máy. Động cơ này sẽ được trang bị ABS, túi khí và phun xăng điện tử và gì nữa ta. Và chạy khá là tiết kiệm đó. Tại vì cái dòng này thì em biết là chạy chừng khoảng chừng cỡ 7 lít xăng thôi. Thì nó được trang bị có rất nhiều tính năng an toàn, bao gồm cảnh báo, cảm biến. Lắc lê bình bọng, ốc cabo chưa mở luôn, sùng chỉ kêu chuyển nguyên zin, chạy rất là sướng, là bon điện zin hết là anh chị. Xe chạy mới chín mấy ngàn thôi thì cho em khỏi cần mở nắp cò anh chị ha. Đó, âm thanh ánh sáng nghe nhạc máy lạnh khỏi phải nói rồi. Dòng này chạy rất là đầm, chạy cách âm tốt, đầm im sướng hợp lý, phom dáng dài nhìn nó rất là hay. Thì anh em nào quan tâm cái mẫu này thì cứ nhắc máy alo em Thịnh mình, nhìn nó chạy rất là sang anh chị. Ngày xưa thì nó nhớ làm 700-800, bây giờ để cho anh em mình có 300 mấy à. Anh em mình đưa 300 triệu lấy xe về được rồi, cho nợ ha. Em có cho nợ bán thiếu ha. Nợ không lãi nha. Gầm bệ lường mỏng ngon lành đẹp keng xi men. 4 thắng đĩa, mâm đúc thắng đĩa anh chị ha. Đó. Quá đã luôn anh chị em mình ơi. Bao chơi bao xài. Thì anh chị nào quan tâm món này alo cho anh Thịnh mình nha. Em cảm ơn và chúc anh em mình nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Anh chị nào chưa đăng ký thì bấm đăng ký kênh, bấm follow kênh để cập nhật và để xem được nhiều hình ảnh hơn tiện Bến Tre. Cảm ơn và chúc em mình nhiều sức khỏe, thành công nha. Anh chị đừng quên bấm follow kênh nè.